À, còn mời quý vị nhé. Ui, ôi, thịt chim này. Ui, chấm với muối tiêu chanh này. Tuyệt vời. Ngon lắm. Tiếp mừng thường ăn nốt. Hai coi cảm thấy ngon lắm. Hai coi chào cả nhà nhé. Hôm nay về Hà Nam được bạn Cương dẫn đi ăn này. Không biết nó đãi món gì. Thủ lý. À, tí uống bia là phải để xe lại nhá. Lâu lâu cũng phải trốn vợ đi nhậu cả nhà. Chứ cứ ở Hà Nội mãi cũng buồn, không chịu được. Thực ra từ Phủ Lý về Hà Nội thì chỉ có khoảng 45 phút nhỉ? 5 phút rồi, 45 phút không đến ấy, xách không xe bằng lên Cầu Giấy thôi mà. Khác gì mà hai một thằng ở Cầu Giấy, một thằng ở Linh Đàm hẹn nhau đâu. Cũng thời gian di chuyển tương tự. Ở đây là một cái quán cũng ăn mấy lần rồi đấy nhỉ? Ngon đấy. Ok, tao xuống trước nha. Đỗ xe bên kia. Cả nhà, đây là rất nhiều loại chim này. Đây, hôm nay Cương dẫn Hà đi ăn chim. Ở đây chắc là mòng Việt, đoán vậy. Còn bên cạnh thì chắc là le le. Còn rất nhiều loại chim, Hà không biết tên này. Cù kia cũng ngói đất này. Đây le le này. Đây khả năng là mòng Biển này. Bây giờ chim người ta cũng nuôi nhiều mà, nên là cái chim tự nhiên nó cũng không có đâu. Chủ yếu các nhà hàng là chủ yếu là chim nuôi, le le bây giờ nuôi nhiều lắm. Các loại kiểu liên quan đến vịt tiếc nhiều nhỉ. Đó, nhiều chim lắm, nhiều loại lắm. Nhà mình thì có những chim gì em? Em thì có chim hiện giờ tại là tươi thì có chim ngói này này, chim cú vẫy này, cú vẫy mòng này, biển này, le le này, thịt trời này, mòng trâu, xíp. Có sâm cầm không? Cầm thì mùa này nó không có sản phẩm tai. À thế à? Hay là làm con mày thích ăn gì? Hay là con vịt trời đánh tiết canh? Vịt trời thì ăn tiết canh. Thì là ăn cái mỗi gì? Người một con cú vẫy. Mỗi người con cú vẫy đi. Con cú vẫy quay. Cú vẫy quay này. Hay là làm con le le ba tiền con em? Le le thì là 6 550 ạ. Làm 550 làm con le le đánh tiết canh xong là om xấu nhá. Anh om xấu ạ. Còn gì cu vẫy cu vẫy thì quay nhá. Quay cu vẫy ok quay thế thôi. Quay thì cứ làm thế thôi. Có rau gì không em? Rau thì tí nữa anh ăn lẩu thì sẽ có rau. Có rau rồi. Ok thế thôi, thế là xong. Lên tầng 2 em. Rồi, nhà hàng khá là rộng. Đây là quán của bạn Vương thì cũng quen với cả Cương, nhưng mà bạn học đấy. Đây có bàn đặt rồi. Ở đây có bàn đặt rồi em. Ngồi đây. Ngồi, anh ngồi đây đi. Cho nó khuất khuất tí nhỉ. Bàn đặt này ăn gì đấy em? Đây là chim gì đấy em? Cu à. Ok. Ngồi cạnh nhau nhá. Đấy, ngồi đối diện đi. Đấy cả nhà, lâu lâu rồi thằng bạn nó về quê nó bán xăng dầu nên là không có người nhậu. Có bia không em? Sài Gòn nhỉ? Ở đây nó không có Tiger nâu, không có Sài Gòn thôi. Sài Gòn. Không Sài Gòn thôi. Cho anh Sài Gòn đi. Ở Sài Gòn lon được. Có Tiger không? Có mỗi Tiger bảng đúng không? À. Thôi thì uống Sài Gòn đi. Sài Gòn đi. Sài Gòn được. Canh le le đây. Đây bát. Em ơi cho anh ý hạt tiêu. To đùng luôn. Hạt tiêu.
Ừ, không, đưa đây, đưa đây, để anh ăn tiếp theo. Em bắt dưới rồi đấy. Cái gì? Em có bắt dưới bắt canh rồi đấy. Ờ, à, được rồi, cứ để đây. Cứ cho anh thêm. Ừ. Ok. Ừ. Ờ, Cương thử ăn tiết canh cảm nhận nè. Được rồi, đây rồi. Anh em mình dùng thôi. Ui, ngon quá nhỉ. Ừ. Còn cu. Cu. À, ngon quá. Chụp cái ảnh rồi đã. Rồi, ok. Ăn thử tiết canh cảm nhận nào. Chim thì bao giờ nó cũng ăn nó ngọt hơn là gà. Ừ. Gà hay là các loại khác vì là... Tôi rất thích ăn tiết canh chim nhé. Ừ. Đặc biệt là le le hoặc là sâm cầm. Tiếc là hôm nay lại không có sâm cầm. Vì cái sâm cầm là nó không nuôi được. Cái loại này nó để lâu là nó gầy. Nên là nó cũng tùy theo thời điểm. Le le bây giờ nuôi nhiều. Le le thì nuôi nhiều. Le le bây giờ thấy nuôi nhiều lắm. Le le nuôi nhiều, cái sâm cầm không nuôi được nên là đâm ra là nó theo thời điểm thôi. Đấy, Cường đang ăn tiết canh này. Món này, tiết canh này ngon lắm. Tay cũng đẹp nhỉ. Mời mọi người nhá. Bát bé bé xinh xinh thôi. Ngon không? Mát lắm nhỉ. Rất là mát miệng. Mà nó không có vị tanh, vị gây. Đấy. Cái canh chim nó là thế. Hà khỏi không cưỡng rồi. Không cần vắt chanh luôn. Miếng đầu. Cảm nhận. Là... Thật luôn đấy. Rồi, tí người đặt máy quay. Quay thôi. Hà coi mời cả nhà nhé. Thơm đấy nhỉ. Thơm. Thơm nhỉ. Chim nó thơm. Đây hãm nước mắm rồi. Nên ừ, thơm lắm. Nó thơm. À, thử đi. Ăn đi ăn. À đây. Ừ. Cả nhà nhìn miếng đùi nữa này. Ui dồi ôi. Gặp thì thôi rồi. Ăn đi, mời đi. À, mùi tiêu chanh này. Cu thì tuyệt vời rồi. Ăn cái thịt chim nó vị nó vẫn thơm. Nó vẫn vị đặc trưng của chim nó thơm. Ừ. Rất là thơm. Chim quay mà. Người bảo là chim quay gà tần mà. Ừ. Chim quay là thơm nhất. Hôm nay Cương bắt đầu nói nhiều rồi đấy. Bao nhiêu hôm gặp nhau nhỉ? Phải đến 20 hôm không? Có khi hơn đấy. Từ hôm đi xin việc. Trước hôm xin việc được 3 hôm. À, thì... hôm đi nhậu nhà tôi. Ừ, thế khoảng 20 hôm. Ừ. Nhậu nhà tôi xong là... Nhậu nhà ông nhỉ? Nhậu nhà tôi xong là 2 hôm sau đi xin việc. Ừ. Chim ngon lắm rồi nhỉ. Miếng chim này. Khoạc phát nhỉ. Anh ra điện đi. Dạ vâng anh ạ. Một tay ăn hơi khó cả nhỉ. Đặt cái máy quay gimbal là nhưng mà nó vẫn không được kiểu toàn cảnh cho lắm, cận cảnh cho lắm. Thôi, cứ đọc diễn này cả nhà nhé. Đây, làm miếng đi. Đây này, này, cách này. Cách này. Cả nhà ơi. Thì chim nó ngọt. Ngọt, dã mà. Xương nó mềm. Rất là ngọt. Ngon quá. Ngọt. Mà ăn thịt chim ấy là phải mình phải nhai nát cái xương mình nhả ra. Đúng rồi. Nó rất là ngọt. Đấy. Xương nó giòn. Ừ. Kiểu nó sống hoang dã hay là kiểu xương gió nhiều hay sao xương nó giòn lắm. Mình nhai nát luôn xương. Ngon thật.
ngậy luôn. Về tỉnh thì chỉ có mấy món này thôi. Đặc sản Hà Nam là chim mà. Về Hà Nam không ăn chim thì hơi phí. Ở nhà cái đầu nữa này. Nhà nó thích ăn cái đầu rồi nhé. Chấm với xì dầu đấy. Đầu chấm với xì dầu. Cả nhà thấy nó vần chưa? Giết tao à, cô người. Đôi 4, đôi 4, 6, 8, 10 chùy. Đây là hết 5 chùy rồi. Kỳnh ngồi tí mà đã hết 5 chùy rồi nhanh nhỉ. Lâu ngày mới gặp nhau. Long chỉ. Không, là câu của anh Hải trong Cà Mau. Long chỉ. À, đã quá cả nhà ơi. Đợi món om xấu nữa. Chim le le om xấu thì còn gì để nói nữa đâu. Ngon, ngon. Canh nhá. Làm miếng ớt. Cho tí chanh đi. Hạt tiêu đâu nhỉ? Đây, hạt tiêu đây. Mời cả nhà nhé. Thơm lắm cả nhà. Thơm mới ngọt. Đây. Không nói lên nhời nữa. Chứ canh le le ngọt lắm. Ngọt hơn chứ canh vịt nhiều. Phải nói ngọt hơn nữa. Thơm nữa. Quá. Ăn thêm miếng cánh này. Chấm. Nghe lời cường vạn rồi, ngay ở xương luôn. Thịt nó dai nhỉ. Mà nó ngọt. Nó ngọt, mình nhai nhai xương nó lại càng ngọt. Thì thực ra là cánh chim hay đầu chim nó cũng không có da có thịt thì mình nhằn mình cứ nhai hết luôn, rất là ngọt. Ngon thật đấy. Ngon quá nhỉ. Cả nhà có dịp về Hà Nam thì qua Đồng Văn ăn chim, hoặc là không thì về thành phố Phủ Lý thì search cái quán quán Vương Chim ấy. Ở đấy rất là đẹp. Đối diện với hồ luôn. Hồ này hồ gì ở cơ? Hồ Chùa Bầu. Hồ Chùa Bầu. Đối diện hồ Chùa Bầu. À. Quán này view rất đẹp, hồ Chùa Bầu. Đây. À, thì có cả sen kìa. Ừ. Đó. Đường Trường Chinh cả nhà. Đây đường Trường Chinh. Đây. Đây là đối diện với đường Trường Chinh. À, bên đường Trường Chinh luôn, kia là hồ Chùa Bầu. Rồi, ok, vào nhậu tiếp thôi. Đi đâu cũng được ăn đặc sản, sướng đấy. Ngon thật đấy. Đây, đây là nồi om xấu. Om xấu. À, có muôi, mượn muôi cả, xem có những cái gì này. Cả nhà ở đây là nồi le le om xấu. Chắc chắn là Hà đoán là đương nhiên là phải có khoai rồi. Khoai. Khoai môn hoặc khoai khoai môn. Khoai môn. Khoai sọ thì ngon hơn nhỉ. Khoai sọ thì ngon hơn. Xấu thì đương nhiên rồi. Tức là con này người ta cũng đã gọi là chiên qua đấy. Táo qua. Táo qua. Nó sẽ le le nó bé chứ cả nhà. Le le nó bé. Bé xíu mà. Ngon đấy. Alo. Ừ, có rảnh không? Đang làm gì đây? À, đang gọi đồng đội để à, lại giết mình kim bảng à? Tưởng rảnh.
Và tưởng rằng tôi đang phủ lý, hàng đang phủ lý, hai anh em đang ngồi vương chim, bảo ông ra làm cốc bia xong là hoặc ăn trưa xong rồi về đi làm tiếp, thì mấy anh em nó ở Hà Nội nó về chơi, đang ăn ở vương chim. Ừ, thế thôi, thế cứ làm việc đi, bảo tôi, không, tôi gọi ra ăn trưa thôi mà. Chứ tôi biết là hôm nay thứ hai đầu tuần thì các ông cũng vẫn phải đi làm, nhưng gọi ra ăn trưa thôi chứ không có gì. Nói chung là ăn chim này thì đấy, giá thì đơn giản thôi. Cái này là 550 này. Hai con này thì như là thấy bảo là 60.000 một con. 120 nữa. Dạ, mà ăn chim ở Hà Nội 670. Bia bọt vào nữa gọi là 8-900 đi. Mà là ăn chim mà cũng hợp lý cả nhà. Mà ăn không hết đâu. Nó toàn ăn không hết đâu, nhiều đấy. Cái này phải 4 người ăn. Nói chung là mỗi người khoảng 250 là đi ăn chim được rồi. Do anh em mình uống bia mới uống nhiều chứ bình thường người ta ăn thưởng thức thôi chứ ăn chim ăn thưởng thức thôi thì cũng rẻ, không phải uống rượu các thứ mà mang rượu đi ở đây, mang rượu đi không tính tiền. Thoải mái, đấy, nên là ăn nó cũng hợp lý. À đây, rau rau ăn lẩu, đặc biệt là nhìn thấy có rau rút này. Có rau rút, đấy, rau nhút này là ăn nó rất là thơm. Đấy. Có rau dền. Rau dền với cả rau muống. Nó cũng chỉ đơn giản là mấy loại thích rau. Nhất là cái rau rút kia. Rất thơm. Thì nữa chỉ nhúng tái thôi, ăn nó giòn. Giòn luôn. Cơ này làm tí rau rút đi. Ui, tôi rồi. Thèm rau rút lắm. Thơm. Nấu canh nấu kiếp cho tôi cũng ngày trước rồi. Ở quê là cái loại này là nó hay bơi ở ao ấy. Mà phải ao sạch mới sống đấy. Ao nào có rau rút là ao sạch. Ờ, chứ còn nếu mà ao bẩn là không sống được đâu. Đây phải mở nhỏ thôi. Mình chỉ để tái thôi. Tái thôi. Thì nó mới giòn đúng không? Đúng rồi. Xin tí đi. Đợi tí, đợi một tí, đợi một tí. Tái mà vào tái mà. Được rồi đấy. Tí kim một tí. Không. Được rồi. Cho tôi một miếng. Đấy. Thằng vãi. Chết rồi, corona rồi. Hò hò này. Biết đi xuyên Việt đây có sao không đây. Tình hình này có ghé mà Đà Nẵng có lâu không? Đà Nẵng ghé. Đi chỗ nào Đà Nẵng? Tài luôn. Đà Nẵng là ghé cái hôm đầu tiên. Mà từ hôm mùng 7 rồi. Lâu lắm rồi. 27 rồi, 20 ngày. Nấu bị có khi tèo rồi đấy. Ôi, thơm quá. Ngon rồi. Rau rút rồi. Cái này không được dùng kỹ. Nó phải tái tái này, ăn nó rất là ngọt. Ngọt. Ngon nhỉ. Rồi, quả hải còi rồi. Không có máy quay chắc một đỏ đấy. Mà có máy quay thì cũng một đỏ luôn. Ngọt, rất là ngọt. Phồng mồm trận má luôn. Ngon. Cái nước này nó ngọt mà. Khá mà cái nước này nó ngọt nữa. Không biết rau dền nữa. Rau dền nó cũng rất ngon à. Rau dền sau rau cùng thì nó sẽ đỏ nước ấy. Cho mấy cái mình gắp luôn. Cho vào đỏ nước ngay. Đen nước đúng không? Ừ. Nó không, nước nó không đẹp nữa. Ôi chả sao, hình thức gì anh em mình. Ngon là được đúng không? Ăn để ngon mà. Không phải ăn để trình bày. Em đợi nó chín thì long chỉ phát đi. Long chỉ được không? Long chỉ không? Long chỉ đi. Mày long chỉ trước đi. Thì đấy. Cũng là bạn mình đã coi cũng phải long chỉ thôi. Long chỉ. Hà với Cương từng ra quán hải sồn mỗi anh em mình 10 cốc nhỉ? 10 cốc trước kịp mang lạc ra chứ. Hôm nay là thi đấu. Đấy cả nhà, làm lúc bạn thân ấy. Nói chung là cũng thắng nhau một hai lần thôi. Vẫn phải ăn thua với nhau phết đấy. Làm lúc cũng căng thẳng với cái chuyện thành tích lắm.
không hay ho cái cái này thôi cả nhà nhé, nói chung là vui thôi. Dũng Béo bảo rồi là nhậu, mở quán nhậu là vì là thích nhậu mà. Đấy, rồi, ok. Trải nghiệm món thịt đi, thịt om ấy. Chín rồi. Chín rồi, chắc chắn là chín rồi. Nhỏ tháo qua rồi, tháo qua là chín rồi. Thử đi. Ôi giời, bạn bị hòa quá. Nào, nhường mình trước. Ngon quá nhỉ. Nó nạc lắm, con này nó nạc lắm. Rất là nạc và xương nó mềm. Nó gần như không có mỡ đâu. Nó nạc lắm, nhìn nhìn cái lớp da nó không có một tẹo mỡ nào luôn. Không có một tí mỡ nào. Không có tí mỡ nào luôn. Săn, thịt nó săn. Săn luôn. Thịt nó săn, nó ăn nó thơm và ngọt. Thử đấy. Ăn này phải ăn bằng tay. Thử tay đi. Thử tay thôi. Mời mọi người nhá. Ngọt dẻo. Ngọt lắm. Le le mà. Thơm ngọt. Ngại om được với sấu nữa. Nên là rất là ngon. Nó vẫn có cái vị của vịt. Nhưng mà nó ngược lại cái là nó thơm, thơm, thơm luôn. Nó không có kiểu hôi hôi. Nó không có vị hôi. Mà nó ngọt. Le le thì nhất rồi. Le le riêng cái họ nhà vịt thì thích nhất là le le. Sau đó đến vịt rời. Nhưng vịt rời phải là vịt rời. Vịt rời chuẩn cơ. Chuẩn cơ. Cái loại mà cổ tím với cổ gì đấy. Đầu xanh. Đầu xanh. Phải đầu xanh. Đầu xanh mà tất nhiên vịt rời bây giờ thì họ nuôi hầu hết là nuôi gần như 100%. Một giờ bây giờ tự nhiên thì khó kiếm lắm. Nó vẫn có F1, F2, F3 đấy. Nó có. Đấy, cái loại đầu xanh mà F1 đấy thì ăn được. Quán này ăn vịt rời được. Quán này vịt rời cũng rất là ngon, mình ăn mấy lần rồi. Đấy. Thì là quán này là cái lượng khách ở Phủ Lý là rất là đông nên là họ gần như họ đặt đấy. Vì ở Hà Nam này cũng có nhiều chỗ họ nuôi vịt rời nên là họ đặt. Quán này họ đặt vịt rời nó đặc biệt, họ nuôi nó kỹ hơn. Đấy, nên là quán ăn vịt rời rất là ngon. Kiểu bán tự nhiên đấy. Đấy. Ôi, nói chung là Hà đã trải nghiệm xong một món tức canh này, món chim cu quay, vẫy. Cu vẫy quay và món le le om sấu. Phải nói luôn là rất là tuyệt vời. Ngồi với một người bạn cũng rất thân, gọi là thân nhất đấy. Chính xác là thân nhất. Bây giờ thì Hà chắc với cả Cương sẽ ngồi với nhau để nói chuyện về công việc, cũng nói chuyện về tương lai hay là nói chuyện gì đấy lung tung gì cả, hoặc cũng chỉ đơn thuần là uống bia thôi. Hà còi chúc quý vị xem video thú vị. Quý vị nào chưa đăng ký hãy ấn đăng ký hộ Hà này. Hãy, nếu mà không tiếc lời thì hãy comment cho Hà để Hà luôn luôn cố gắng ra những video thú vị cho cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.